Sẽ quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một vlog mới. Và vlog tuần này chính là một ngày cùng với mình. Hiện tại thì mình đang làm cơm chiên cho buổi sáng. Mình không thích mùi dầu một chút nào nên là mình đã thay thế thành mùi bơ. Và nó thơm cực kỳ mọi người ạ. Sau đó thì mình sẽ bỏ cơm vào và chiên cho nó hơi vàng một chút thôi. Thêm một cái trứng này, xúc xích, kim chi và dây hoàn thành rồi. Và mình cho thêm một ít muối nữa. Múc ra dĩa thế nào? Mình đã chuẩn bị sẵn kim chi ở đây. Và ăn thôi. Sau đó thì mình sẽ lấy sách vở của ngày hôm đó ra học bài. Dạo gần đây thì mình rất là thích viết bài vẽ A4, sau đó thì bấm vào tập. Mình sẽ soạn lại cái bài hôm đó mình đã học ở trên trường. Vì có thể là bài đó mình chưa hiểu lắm thì mình sẽ soạn lại. Nếu mọi người muốn mình làm một video về những cái cách mà mình viết trên giấy A4 thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Mình sẽ làm trong thời gian sắp tới. Mình đang soạn lại bài cho môn toán. Môn toán năm nay thì mình sẽ học là đạo hạt, tích phân, giải tích. Mọi người thấy cái bút xương rồng của mình có xinh hay không? Nó rất là dễ thương luôn ấy. Mà cực kỳ rẻ luôn nha. Hồi trước mình mua hình như là 3 hay 5 ngàn gì đấy. Mình mua trên Shopee ấy. Nhưng bạn nào thích thì lên Shopee bấm bút xương rồng là sẽ ra thôi. Mình cũng chả nhớ là mình đã mua ở shop nào nữa. Học bài xong thì mình đi khuấy bột để làm bánh. Nhưng tại vì cái bánh mình chiên nó hơi fail nên là mình không có quay lên video cho mọi người được. Bột này là bột bánh rán vị sô-cô-la mọi người. Thơm, cực kỳ thơm luôn. Uống trà sữa nè. Trân châu đường đen nữa nha. Sau đó thì mình đi ăn gà với bạn của mình. Mình ăn ở Jollibee. Set này của mình thì gồm một mì ý này, một miếng gà và một ly Pepsi. Hình như là có giá 65 ngàn. Của nhiều chỗ rồi nhưng mà mình vẫn thích mì ý ở Jollibee nhất. Không biết là mình ăn ở KFC và Lotte nó có, mình nghĩ là mỗi vị ở mỗi cái cửa hàng ở từng tỉnh khác nhau thì nó khá là khác nhau á. Tại vì mình có ăn mì ý của Lotte ở trong Sài Gòn một lần và cực kỳ ngon luôn. Nhưng khi mà mình về Gia Lai mình ăn thì mình thấy nó không ngon bằng lúc mình ăn trong Sài Gòn.
Sau khi về nhà thì mình nhận được một cái bưu phẩm ở trên Shopee. Và cái bưu phẩm này thì mình mua ốp điện thoại và nó có giá là 0 đồng. Tại vì mình đã thanh toán trước cho bên cái shop đó rồi. Trong đây thì mình đặt một cái ốp dứa cho iPhone 8 Plus. Một cái ốp này, cái này chỉ có 5.000 thôi mọi người. Còn cái này 14.000 nè. Cái ốp hình dứa thì là 28.000. Cái 14.000 này rất là dễ thương luôn. Mà nó còn có thêm một cái poker cho mọi người nữa. Nó có nhiều mẫu lắm mọi người. Có Totoro này, Stitch này, có thêm con gì nữa. Hai cái này thì mình mua cặp. Mình mua một cái cho mình và một cái cho bản thân mình. Tại vì nó đang sale rất là rẻ, còn có 5.000 một cái thôi. Mình sẽ để link của cái shop này ở phía dưới phần mô tả. Nếu như bạn nào muốn mua ốp điện thoại thì hãy bấm vào đó nhé. Sau đó mình thấy khá đói và đã ăn bánh mì với lại bơ đậu phộng. Và video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé.